vì sao Hot Girl Ngọc Nhu thoát nhiều tội. Trước khi đưa vụ án ra xét xử, tòa từng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Làm rõ hành vi của Hot Girl này, về khả năng còn đồng phạm, với ông trùm ở những tội danh khác. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ ông trùm Văn Kính Dương, sinh tháng 5 năm 1980, gọi là Hoàng Béo, ngụ Hà Nội. Cùng 9 đồng phạm, trong đường dây sản xuất ma túy lớn. Bị cáo Dương, bị Viện Kiểm sát truy tố về 5 tội, sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Đáng chú ý, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, sinh tháng 5 năm 1994, Hot Girl Ngọc Nhu, người tình của Dương, chỉ bị truy tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước khi đưa vụ án ra xét xử, tòa đã từng trả hồ sơ, yêu cầu Viện Kiểm sát cung cấp, điều tra bổ sung làm rõ hành vi của Hot Girl này. Theo tòa, khả năng bị cáo Ngọc còn đồng phạm với ông trùm ở những tội danh khác. Cụ thể theo tòa, trong các bản tự khai và biên bản ghi lời khai, Ngọc khai, biết bọc đồ mà Nguyễn Thu Huyền đến lấy, và sau đó Ngọc chở Huyền, mang đến cất giấu ở khách sạn Ken. Trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lời khai của Ngọc, phù hợp lời khai của Huyền. Huyền khai rằng, khi mang bịch đồ đến khách sạn Ken cất giấu, Ngọc biết là ma túy. Do vậy theo tòa, cần làm rõ, Ngọc có biết Dương sản xuất ma túy hay không. Trong trường hợp, Ngọc biết Dương sản xuất ma túy để bán, thì phải truy tố Ngọc về tội sản xuất trái phép chất ma túy, với vai trò đồng phạm. Trong trường hợp, Ngọc không biết Dương sản xuất ma túy, mà chỉ giúp cất giấu ma túy để bán, thì phải truy tố Ngọc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong trường hợp, Ngọc chỉ giúp Dương mang ma túy cất giấu từ căn hộ Sun Jai Kitty, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, đến khách sạn trên cất giấu, mà không biết Dương sản xuất, bán ma túy, thì phải truy tố Ngọc về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu làm rõ, Nguyễn Thị Huyền và Lê Hương Giang, có biết Dương sản xuất ma túy hay không? Nếu xác định được, Huyền và Giang, biết Dương sản xuất ma túy, thì chuyển tội danh truy tố cả hai kiều nữ này, về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra lại, Viện Kiểm sát cho rằng, Dương không nói cho Ngọc biết, và Ngọc cũng không được tham gia, nhưng ý thức của Ngọc hiểu việc Dương làm, có liên quan đến ma túy. Cụ thể, ngày 6 tháng 4, năm 2017, Dương điện thoại cho Ngọc nói, gọi cho Huyền qua nhà lấy đồ ma túy, đem đi cất giấu chỗ khác. Sau đó, Ngọc gọi điện thoại cho Huyền, và khi đến lấy đồ thì Ngọc nói, đồ này không mang về nhà được. Ngọc có quen biết một khách sạn, tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, nên Ngọc điện thoại đặt phòng, rồi bảo Huyền đem thuốc lắc đến đó cất giấu. Tuy nhiên, sau một ngày cất giữ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Ngọc, khám xét phòng khách sạn, và thu giữ 7 gói cà phê. Chứa 3.513 viên thuốc lắc, trong đó khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 855 gram. Việc Ngọc vận chuyển ma túy từ nhà Ngọc tới khách sạn diễn ra trước đó, khi chưa bị cơ quan điều tra chưa phát hiện. Khi bị bắt, thì Ngọc thành khẩn khai báo diễn biến sự việc, phù hợp với các chứng cứ cơ quan điều tra thu giữ. Do đó, cơ quan điều tra khởi tố xử lý Ngọc tội tàng trữ trái phép chất ma túy là có căn cứ. Đồng thời, với trường hợp của Giang, Huyền, cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của Dương và hai người này, và xác định cả hai không biết và không tham gia vào việc sản xuất ma túy. Tài sản của ông trùm Văn Kính Dương bị thu giữ. Theo hồ sơ, vật chứng thu giữ của Văn Kính Dương là nhiều gói và thùng đựng ma túy và hóa chất sản xuất ma túy. 3 chứng minh nhân dân mang tên Trần Ngọc Hiếu, 3 giấy phép lái xe mang tên Trần Ngọc Hiếu, 6 đồng hồ hiệu, 9 điện thoại di động. Trong đó có một điện thoại Vtu, một máy tính xách tay, 5 bộ chống bắn tốc độ ô tô, 2 bộ phá sóng điện thoại. Cơ quan điều tra kê biên 50% cổ phần vốn góp tại quán cà phê Sen Hồng của Dương giao cho ông Nguyễn Mộng Sửu quản lý. Số tiền hơn 2,5 tỷ, 10.000 USD và 4,4.000 nhân dân tệ, theo lời khai của Văn Kính Dương, là tiền của bố mẹ Dương đã đưa cho Dương nhằm mục đích để tìm mua chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cho bố mẹ ở. Trong lúc chưa mua được nhà, thì Dương sử dụng vào việc làm ăn buôn bán ma túy, tất cả số tiền này được gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra tại kho bạc nhà nước quận 10 và ngân hàng ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh.